Welcome to Bangkok, Thailand. Qua một ngày thì mất một ngày quý vị nha, mất một ngày chúng ta vui một ngày, vui một ngày chúng ta lại một ngày quý vị ha. Được gặp được rồi, đúng không? Có vẻ nói vậy. Tuổi của bà nên xài. Đấy nhà nên xài. Tại vì sao? Tại vì mình nhà tụi mình phải tiếp cận đến cái công nghệ, đúng không cả nhà? Mình phải lưu, mình coi TikTok, mình coi về YouTube này kia, để mang lại cái niềm vui cuộc sống mình nhiều hơn. Như vậy, thấy bác cò quay phim này kia cò, biết xài gimbal rồi luôn rồi, có thấy là xài Apple Watch. Ok, là các bạn một cái đi ha. Dạ, chào cả nhà. Dạ, Vinh đẹp trai, xin chào cả nhà. Ok. Đây. Rồi bắt đi từ trên đi xuống dưới nữa là dừng lại, ngồi xuống dưới là được ha. Rồi cả nhà nhìn qua bé bên tay trái, cả nhà mình thấy không ạ? Một cái khách sạn lớn không ạ? Lớn quý vị, họ luôn chọn ra một cái mặt tiền đẹp nhất. Vị trí sao ạ? Linh thiêng nhất cả nhà. Người ta đặt gì ạ? Đặt cái bức tượng Phật tứ diện môi ngay tại trung tâm này. Nên là một cái doanh nghiệp này là của người nước ngoài nha cả nhà. Cái khách sạn này của người nước ngoài nha, không phải của người Thái nha. Nhưng mà người ta đến người ta làm ăn, người ta phải đặt gì ạ? Đặt ngày ngồi chính diện chẳng trễ ra nhìn ra ngoài đường để thu hút tài lộc đi vào. Việt Nam mình sống ở tại đó nên tạo ra người Thái trắng Thái đen tài đồng đó cả nhà ha. Rồi tiếp tục sao ạ? Tiếp tục cái đoàn người này đi theo ông già bà lão đến với đâu ạ? Đến với một nước gọi là Luỗn Xóa Ban. Cái người Lào của cả nhà đó, thì ở tại Lào này sao ạ? Cái tộc người Thái này lại chọn Lào ở phía Bắc. Nên cái người Lào nói chuyện với cái người Thái Lan sao ạ? Hiểu 60% ngôn ngữ. Nhưng mà cái người Campuchia nói chuyện với cái người Thái Lan hiểu không ạ? Không cả nhà. Tại vì Campuchia là một đế chế đã có sẵn từ đó rồi. Đó, với còn sau ông già bà lão này mới đến Chiang Mai, Chiang Rai á.
mà bằng vàng, bức tượng Phật bằng vàng hết, làm bằng vàng hết. Như vậy thì người ta mới gọi là xứ sở gì ạ? Chùa vàng, đất nước Phật Linh được ra đời. Mái chùa làm bằng vàng như vậy, kế bên có nước Myanmar, Miến Điện á. Mình đi bệnh viện, hồi trước con đặt bệnh viện quốc tế rồi. Nhưng mà dịch quá đi không được, thì người ta bệnh viện quận á. Bệnh quận mới gì, vô bên trong nó nằm 50 ngày tại bệnh viện quận nữa. Sáng đó, sáng người ta test Covid, chiều người ta test Covid nữa nha. Như vậy sao con cũng không bất tượng con kháng nguyện cho vượt qua được giờ, được cái giai đoạn này. Con nằm bệnh viện 10 ngày trước dẫn chưa nuôi đẻ ai hết á. Mình giờ nghiệp 101.000 luôn cả nhà. Là như vậy. Nên là cảm ơn cái này chúng ta đã đến chùa quý vị nha. Đó là lời nói tận tâm của bên ạ. Là như vậy. Rồi sau á lễ chùa rồi con dẫn ra ngoài kia chụp hình, rồi cho cá ăn, chụp cho cá ăn đặt đốt luôn, cho chim quý vị ha, cho chim ăn ở đây. Xong ở vị trí ngôi chùa này là sao thì con đưa đến nhà hàng chơi, rồi chúng ta ghé qua cái chỗ cửa hàng dầu gì đó thì cái đó tính sau nha. Quan trọng nhất của một chuyến tour này là hôm nay chúng ta được đi cái chùa này. Và nếu như chúng ta có phước, chúng ta tạo phước, chúng ta có một bức tượng gia hộ cho mình, công việc của mình thuận lợi hơn, năng lượng của mình cả nhà sẽ tốt hơn, mình năng lượng mình tốt hơn, mình thu hút được ánh nhìn, thu hút được cái người đối diện, thuyết phục họ tốt hơn. Là như vậy kinh doanh buôn bán tự nhiên đi lên. Nên sau lưng mỗi người thành công luôn có một giá trị tâm linh trên người họ và trên cổ họ. Ở tại các nước Thái Lan là như vậy, và kể cả Việt Nam mình cũng như vậy á cả nhà. Với lại một bức tượng sẽ soi sáng trong tâm hồn của mình nha cả nhà ha. Ngôi nhà vẫn để không đấy, ngôi nhà ma đấy, mấy Yến này, ngôi nhà ma đấy mà hôm qua tôi mới ảnh chụp ảnh ở đây chưa, từng là trước là sư chùa đã khăn nữa, đã khuyên rồi. Ừ đấy, ở trong Ấn Độ ấy. Làm như nó khăn rồi, muốn mua đẻ vào chỗ khác nhưng mà đi. Hiểu cho mọi người về cái nhà. Chú quên đem cái bảo cô đem cái để thầy theo nhá. Rồi không mang theo, tôi thế, kiếm cho sư làm lễ cho. Chú dặn rồi mà cuối cùng quên. Quý lắm đó chú. Ừ. Quan trọng quá, quý lắm. Nghe đi chùa.
bàn thờ mẹ quán thế Bồ Tát nếu như chúng ta có thờ tự tại nhà, được không ạ? Nếu như chúng ta có bàn thờ Phật Thích Ca Mâu Ni để dưới Phật một bậc cái nhà, hoặc là chúng ta giờ chúng ta không có bàn thờ gì, chúng ta có thể được mất cái sợi dây đó, chúng ta treo lên trên cao một cái điều khiết cô đã khắc tâm gì là phước cúng dường cho đi, tâm của cô tốt, năng lượng tôi cảm giác từ cô thì tôi chọn cô là như vậy cả nhà. Ôi phía sau cái tấm nhìn đầu tiên rất là quan trọng. À như vậy thì bả hiện tại sao cứ xuất khẩu sầu riêng qua Thái liên tục với trời lớn từ ngày tự nhiên làm ăn sinh ra cũng được, nhưng đó khiến năng nó phù hộ là cái chỗ đó nữa. Mà người tự tưởng trước người tự tưởng sau thì trường hợp gì sẽ xảy ra? Cái người tự tưởng sai sợ tấm tự tử, mà có người như là tam tí đó chính là ai nhờ ông Nguyễn Nhân Hiệu sao á, ông nhớ là ông Nguyễn Nhân Hiệu á, ông một cũng tam tí với cả nhà. Rồi bắt đầu nói chuyện không biết thật sự đã nói gì với ông chủ của ngân hàng con bé này, mà ông này sao cả nhà, ông có nói một câu như này: nếu như sau này ông có dự án nào thì cứ đến gặp tôi sẽ là người đầu tư cho anh. Cho nên là tại vì người ta nhìn ra trước cái tiền là cũng biết ổn cái này sao, cái người đàn ông này rất là tốt. Cuối cùng con này không có thứ gì mà thấy không ạ, cái đền màu trắng đó, đó họ làm gì làm họ cũng phải có. Đây là cái hãng hàng không Thái Airways, hãng hàng không quốc gia của Thái Lan. Dạ, tất cả đều có cái nhà, ai mà cũng tính làm ăn kinh doanh đánh giàu là phải có một thứ gì ngồi chỉnh trệ ở trước mặt tiền hết đó. Cái nhà là quay lại cái câu chuyện của thầy sĩ trước, bắt đầu thì công bố lại mua điện thoại, xuất cái lô điện thoại rộng về cả nhà, xuất về. Cái người giàu của Thái Lan thì họ mua điện thoại quá rồi, tại vì người ta thuận lợi trong vấn đề gì gặp gỡ nói chuyện hắn quá là được lời quá trời, gặp nhau hai gặp nhau ba thì không lợi nhuận của ta gặp nhau nhắn tin về bán cho sinh viên. Người giàu cái chuyện nhưng người đó sống nó yếu, tại vì vẫn còn sống cái bên. Như vậy thì giờ thành sĩ chơi một căn bản cuộc đời, nó viết trong cái sự kiện căn bản cuộc đời của tôi đó chính là giờ độc quyền diễn thông tại đất nước Thái Lan, ký bút vô bản hợp đồng 2 tỷ đô Mỹ. Phép kết thúc phần một tại đây được không cả nhà? Trước nữa cho em con chia sẻ cuộc hội đoạn từ lúc ổng làm thủ tướng này. Tôi cho ăn được rồi. Xin cảm ơn, xin cảm ơn nha. Rồi xin mời cả nhà, đừng sớm tới bữa trưa và chúc nhà mình ngon miệng ha. Xin cảm ơn, okay. Diễn viên Gia Bảo, hướng dẫn viên Gia Bảo, hướng dẫn viên Vin. Hai người đều cho những kiến, những cái rất là bổ ích vào mọi người của đội chúng ta hôm nay. Thank you.
Tức là mình cứ đi vô là em cứ đi vô tới cái bàn đúng không? Rồi gia đình mình khi vô tới bàn này rồi đó thì mình lấy đồ ra mình đi về đi đi thay đồ xong nha. Vượt khó đi lên và
sẽ chia tình người, xã hội văn minh lối kỷ nguyên công nghệ, hai tiếng biết ly là trí tuệ và yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả lũ sen ta, giữa dược thiên đơn giữ làn da trẻ đẹp, đem sức sống tế bào bằng năng lượng yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả một tí run, đi khắp châu thân để tìm ra căn bệnh, quyết tâm đầy lùi mang lại sự bình yên. Biết ly kết nối năm châu, dù cách xa nhau hai phương trời góc biển, đã có biết ly lối nhịp cầu yêu thương, đã có biết ly lối liền hạnh phúc. Tự hào biết ly thương hiệu của trái tim, tự hào biết ly thương hiệu yêu thương. Vượt khó đi lên và sẽ chia tình người, xã hội văn minh lối kỷ nguyên công nghệ, hai tiếng biết ly là trí tuệ và yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả lũ sen ta, tiêu dược thiên đơn giữ làn da trẻ đẹp, đem sức sống tế bào bằng năng lượng yêu thương. Tôi yêu biết ly, yêu luôn cả một tí run, đi khắp châu thân để tìm ra căn bệnh, quyết tâm đầy lùi mang lại sự bình yên. Biết ly kết nối năm châu, dù cách xa nhau hai phương trời góc biển, đã có biết ly lối nhịp cầu yêu thương, đã có biết ly lối liền hạnh phúc. Tự hào biết ly thương hiệu của trái tim, tự hào biết ly thương hiệu yêu thương. Nationwide, from different countries, joining us right here as a family member of Beatly Fans Club for today, for this auspicious, for this great night. So make sure to follow us until the end of this event because we have surprise for you guys. Và đến với chương trình ngày hôm nay, tất cả quý vị chúng ta sẽ được hiện diện, được chào đón tất cả quý vị khách quý, những VIP, những vị lãnh đạo tài ba của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Và tất nhiên, đây sẽ là một niềm tự hào vô cùng của mỗi người Việt Nam của chúng ta, bởi vì vừa rồi thị trường Việt Nam là thị trường bùng nổ nhất trong khu vực, và chúng tôi tin chắc rằng chúng ta đều rất tự hào về thành quả kinh doanh của mình ngày hôm nay, đúng không ạ? Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chào đón những vị lãnh đạo VIP sẽ xuất hiện rất trang trọng tại khu vực thảm đỏ của chúng tôi ngày hôm nay. 接下来让我们一起热烈掌声邀请我们的嘉宾，所以请做好准备。 Please get ready. So ladies and gentlemen, let us begin with the grand marching session for our VIPs. So in conjunction of this auspicious moment and momentous moment, leading by our flag bearer, we have all our most important person to join in a very short while. So waste no more time, I need all of you to give cheers and to put your hands together and to welcome our very special guest in a very short while. So make sure everyone clap later on, shout later on, because we are Beatly family. ให้กำลังใจกับเสาหลักและผู้นำของบิ๊กนี่ที่นำกำลังของเราเนี่ยให้มาประสบความสำเร็จมุ่งสู่ความมั่งคั่งอย่างไร้ขีดจำกัดค่ะ Yep,
Exactly. So without any more further ado, ladies and gentlemen, let's get ready and let's start with our grand marching ceremony. And with that said, ladies and gentlemen, a big round of applause to our special guest.
sẽ đã cho ai về chú.
rồi. Bắt đầu nha. 1, 2, 3. Chúng ta là gia đình. Chúng ta là ông chủ. Vinny, Vinny, 168. Oh yeah. Thank you so much. 好，现在再次感谢我们在舞台上的每一位 VIP， 每一位领导，每一位特地粉丝俱乐部背后的功臣，还有长辈家人们，感谢大家的合作，有请各位入席就坐。说是非常非常的隆重，那刚刚的这一个开幕的一个仪式呢，可说是告一段落，但是千万不要忘记，今天晚上呢会有更多的高潮迭起，有更多的精彩，有更多的特别的一些元素呢要带给大家。Đối với mấy chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều những tiết mục để phục vụ tất cả quý vị, có những bài chia sẻ rất ý nghĩa gặp gỡ những vị lãnh đạo tài ba, cũng như là những tiết mục sẽ mang đến cho quý vị những kỷ niệm khó quên cùng với chương trình của chúng tôi. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng một tiếng chống mời để chúng ta cùng bắt đầu chương trình sau ít phút nữa sau đây. 是的，谢谢各位的合作。那在座的在场的每一位呢，也可以暂时入席就坐，因为待会呢，就像我所说的，会有更多的精彩元素等待着大家去发。是的，再次感谢在现场的各位来宾、各位长辈、各位家人们，欢迎出席我们2023年的比特尼粉丝俱乐部表扬大会。今天晚上能够看到大家，绝对是我的荣幸，还有大家的缘分。在了啦，ในค่ำคืนแห่งเกียรติยศนี้นะคะ，ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน，ครอบครัวบิ๊กนี่ของเราเข้าสู่ค่ำคืนแห่ง Bitney Recognition and Incentive Award Night ค่ะ。Of course, just right before beginning tonight's agenda, let us introduce ourselves. My name is Emerson, and I will be your MC for tonight. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tự giới thiệu, tôi là MC Xuân Quỳnh đến từ Việt Nam, và ngay bên cạnh tôi đây là người bạn dẫn rất là dễ thương, Emerson đến từ Malaysia và Vin đến từ Thái Lan. Chúng ta cùng dành cho nước chủ nhà Thái Lan một tràng pháo tay thật lớn thật không tất cả quý vị. Xin chào tất cả quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cùng chào đón rất là nhiều những nhà lãnh đạo đến từ nhiều đất nước khác nhau như là Thái Lan, Indonesia, Singapore, Trung Quốc, Philippines, đúng không ạ? Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón tất cả những lãnh đạo quốc tế ngày hôm nay cùng tham dự với Việt Nam của chúng ta, đúng không ạ? Việt Nam say hello to all the leaders come from the world. We love you too. Thank you so much, Queen. With that said, I would like to personally take this opportunity once and for all, and again to invite all our VIPs and of course to show our family members that our VIPs support them so much. Starting off, can we have our Vietnamese core community? Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chào đón lãnh đạo Lê Hồng Mỹ, lãnh đạo Võ Hồng Tâm, lãnh đạo Đỗ Thị Phong Xuân, lãnh đạo Trần Minh Ngọc và lãnh đạo Đỗ Anh Kiệt. Chúng ta hãy cùng đứng lên. Of course, not to forget as well from Bini, Thailand, I would like to have Mr. Lim Bun Chai to be on his food, co-founder of Bini Fans Club, Dato Ivan Koo, to raise our Bini Fans Club, 执行董事 Dato Andy Bay, to raise Bini Vietnam, Mr. Tat Van Hao, Hong Kong, to stand up. Bini Fans Club 全球业务扩展执行官 Dato Nick Lim to raise, and also Bini Fans Club 管理层战略股东 Dato KC Lim and our founder of Bini Fans Club Dr. Ricky Bay. Say hi to everyone.เกียรติ
感谢大家的合作呢，我相信，大家看到我们这些家人们的一个脸庞，都绝对是非常非常开心，心存感激，也是非常兴奋的。感谢大家莅临今天晚上的晚宴，谢谢。 Xin cảm ơn tất cả quý vị. Quý vị thân mến, tại sao ngày hôm nay chúng ta lại có mặt tại đây cùng với nhau? Tại sao ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau? Có phải là chúng ta có cùng một ước mơ, cùng một hoài bão để xây dựng sự nghiệp lớn đúng không ạ? Quyết định được hình thành từ năm 2018 và trải qua cơn đại dịch, chúng ta ngày càng phát triển thị trường. Và trong ngày hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị lịch sử hình thành của Vini. Our company history, our journey. 是的，紧接下来呢，根据我们健康就是财富的一个理念，比特尼粉丝俱乐部呢，已经在除了马来西亚、越南、中国、泰国、菲律宾、老挝等多个国家，超过拥有超过10万名会员。我相信凝集了来自各国的力量，比特尼粉丝俱乐部必定能越战越勇，为更多人创造财富。那紧接下来这个时间，我希望大家把你的目光 交聚在我背后的这一个荧幕上面，所以，ladies and gentlemen，with that said，let us focus on the screen as we embark and immerse ourselves in a short clip and let them look at the screen because we will tell you our story, our legend and our journey。太难了哈！啊，我们都有一个要求，小小，我们好难，那你聚集10个人，聚集在一起嘛。 Thực sự thì rất là khó mà để mà hơn 6.000 thành viên chúng ta có thể cùng nhau. Thôi tại đấy là khi xong này hai anh chị hậu ủ mà. Chúng ta cùng nhau đứng lên và hô khẩu hiệu được không ạ? À? Được không? Được. Đứng lên. Chúng mới có được một anh chị. À. Oh, 是的，接下来呢，我们就是要非常荣幸、开心的把我们的 VIP， 我们的非常重要的灵魂人物们呢，一同邀请到舞台上来，一起来进行一个非常有仪式感的一个小活动，对不对？我们在中国真的，真诚敬慕，真感恩领导，领导 for community， 我们叫完我们所有的委员吧 ，community，community，VIP，VIP。 好，我们要有请我们的
hội văn minh lối kỷ nguyên công nghệ, hai tiếng Beat Ly là trí tuệ và yêu thương. Tôi yêu Beat Ly, yêu luôn cả Lucenta, yêu dược thiên đơn giữ làn da trẻ đẹp, đem sức sống tế bào bằng năng lượng yêu thương. Tôi yêu Beat Ly, yêu luôn cả Muti Jun, đi khắp châu thân để tìm ra căn bệnh, quyết tâm đầy lùi mang lại sự bình yên. Beat Ly kết nối năm châu, dù cách xa nhau hai phương trời góc biển, đã có Beat Ly lối nhịp cầu yêu thương, đã có Beat Ly lối liền hạnh phúc. Tự hào Beat Ly thương hiệu của trái tim, tự hào Beat Ly thương hiệu yêu thương. Sẽ chia tình người, xã hội văn minh lối kỷ nguyên công nghệ, hai tiếng Beat Ly là trí tuệ và yêu thương. Tôi yêu Beat Ly, yêu luôn cả Lucenta, yêu dược tiên đơn giữ làn da trẻ đẹp, đem sức sống tế bào bằng năng lượng yêu thương. Tôi yêu Beat Ly, yêu luôn cả Muti Jun, đi khắp châu thân để tìm ra căn bệnh, quyết tâm đầy lùi mang lại sự bình yên. Beat Ly kết nối năm châu, dù cách xa nhau hai phương trời góc biển, đã có Beat Ly lối nhịp cầu yêu thương, đã có Beat Ly lối liền hạnh phúc. Tự hào Beat Ly thương hiệu của trái tim, tự hào Beat Ly thương hiệu yêu thương. Beat Ly kết nối năm châu, dù cách xa nhau hai phương trời góc biển, đã có Beat Ly lối nhịp cầu yêu thương, đã có Beat Ly nối liền hạnh phúc. Tự hào Beat Ly thương hiệu của trái tim, tự hào Beat Ly thương hiệu yêu thương, tự hào Beat Ly thương hiệu của trái tim, tự hào Beat Ly thương hiệu yêu thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Alright, our core committees, our committees members, communities and special guests. So ladies and gentlemen, I hope you are ready. ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือโฉมหน้าของคณะผู้บริหารนะคะผู้นำทีมและเสาหลักของเราค่ะแต่ในลำดับต่อไปเราจะต้อนรับบุคคลที่มีวิสัยทัศน์และนำพาให้พวกเรานะคะมาอยู่ร่วมกันณจุดนี้ค่ะอยากจะขอให้ทุกคนยืนขึ้นนะคะและขอเสียงเชียร์เสียงปรบมือที่ดังที่สุดเลยให้กับคนนี้ค่ะ是的，紧接下来的时间，各位来宾，让我们以最热烈的掌声，还有最大声的欢呼声，有请我们比特尼粉丝俱乐部的创办人 Dr. Ricky Lin， 全世界的一个大合照。那我相信，随着时间的推流，我们将会有越来越多来自世界各地不同国家的家人们，一定会加入我们的这个大团队。Good guy.
cao chiến thắng. Đi đi Việt Nam.